Kính thưa quý vị thân mến, ngay lúc này đây, xin mời toàn thể quý vị một lần nữa hãy hướng những ánh mắt yêu thương của mình trở về với sân khấu hạnh phúc để chúng ta cùng chứng kiến những nghi lễ trang trọng sẽ được diễn ra trên sân khấu hạnh phúc ngày hôm nay. Và nghi lễ đầu tiên, xin mời cô dâu và chú rể sẽ cùng tiến lên hai bước, cùng quay vào nhau, cùng trao cho nhau một ánh mắt yêu thương nồng nàn và cùng trao cho nhau cảm nhận tình yêu, kỳ vọng gắn kết cuộc đời của hai bạn. Xin mời. Và kính thưa quý vị thân mến, chiếc nhẫn là một hình tròn không có điểm đầu cũng chẳng có điểm kết thúc. Và kể từ khi chiếc nhẫn được đeo vào ngón áp út của cô dâu và chú rể, cũng có nghĩa là từ ngày hôm nay, ngày mai và mãi mãi về sau, chú rể Mạnh Thái và cô dâu Dương Trinh chính thức nên duyên vợ chồng. Và một tràng pháo tay thật lớn của toàn thể quý vị sẽ cùng chúc phúc cho Mạnh Thái và Dương Trinh.